Xin chào, chào đón 500 anh em đã quay trở lại với Bình Tớp. Làm người bình thường chán chường quá, hay là thử tìm cách để trở nên nổi tiếng giống như những người trong video nè mấy fan. Thay vì đi thẳng thì một ông chú đã quyết định đi lùi để vòng quanh thế giới. Hay là thay vì đứng nhún nhảy như những idol top top thì một cô nàng đã quyết định ngồi im và nhìn vào ống kính hết ngày này sang ngày khác. Gái bây giờ hãy cùng với Bình Tớp điểm qua những cách trở nên nổi tiếng kỳ lạ không giống ai nha. Vô! Những cách trở thành người nổi tiếng kỳ lạ nhất trên thế giới. Nổi tiếng vì đi lùi. Mấy fan có công nhận với tôi là ngày xưa muốn nổi tiếng thì khó như là lên trời, chứ thời nay chỉ cần lên tớp tớp, lắc cái mông, đu đưa cái ngực là nổi như cồn liền. Cơ mà để Bình Tớp kể cho nghe nha, vào năm 1900 hồi đó cũng có một nhân vật chơi khá là trội luôn. Người này có tên là Danny Wingo. Ông Wingo đã bàn bạc với một số người bạn về việc sẽ trình diễn những pha mạo hiểm do chính ông nghĩ ra. Trong lúc bàn bạc, ông đã nghĩ ra một trò hết sức là hay ho. Ông quyết định sẽ vòng quanh thế giới bằng cách đi lùi. Khi thực hiện thử thách này, ông sẽ mang một cặp kính phản chiếu và một bảng cảnh báo ghim vào trong người. Wingo đã bắt đầu cuộc hành trình của mình và cuối cùng ông đã đi được 13.000 km. Sau đó thì bị đuổi về vì tranh chấp biên giới ở Istanbul. 45 năm sau, Wingo lại bắt đầu cuộc hành trình mới. Lần này, ông đi 635 km từ San Francisco cho đến Santa Monica. Và cuộc hành trình này đã làm cho ông đủ nổi tiếng và được mời đến The Tonight Show with Johnny Carson. Ủa, alo, rồi đi lùi mà không té, không va vấp gì hết trơn vậy trời, lại còn được nổi tiếng khắp thế giới nữa chứ. Đúng là độc lạ Bình Dương mà. Nổi tiếng vì chỉ nhìn vào ống kính. Có ai như tôi không? Sinh ra mà không có biệt tài gì hết. Hát thì dở, vẽ thì xấu, cũng không có năng khiếu gì hết trơn. Nhiều lúc nghĩ mà sầu. Ê, nhưng mà theo như Bình Tớp được biết thì cũng có người không có tài cán gì nhưng vẫn nổi như cồn nè. Nhân vật này có tên là Margaret Adam, hay còn được biết tới là Maggie Bon trên YouTube. Cô bắt đầu nổi tiếng sau khi tải lên những đoạn video đầu tiên của mình. Nội dung của video là Margaret chỉ chăm chăm nhìn vào ống kính. Sau khi được nhiều phương tiện truyền thông nhắc đến, những video này bắt đầu viral ngay trên cả truyền hình của Nhật Bản. Một số video của cô bé đã có hàng triệu lượt xem, trong đó có một video đến 12 triệu người theo dõi. Oh wow, sao mà hấp dẫn quá vậy cả. Mỗi ngày thì Margaret chỉ cần make up xinh xinh rồi bật camera lên và nhìn chăm chăm vào đó. Không nói chuyện, không cười đùa, cũng không hề có biểu hiện mệt mỏi. Cứ như vậy, mỗi ngày Margaret đều thu hút về hàng triệu lượt xem cho mình. Ủa, dễ dàng trở thành idol giới trẻ vậy luôn sao? Anh em tranh thủ nốt lại bí kíp này nha. Cơ mà Sugana là kênh YouTube của Margaret đã ngừng hoạt động khi không ai biết đến cuộc sống của cô. Và tại sao cô nàng lại chọn một công việc kỳ lạ đến như vậy? Mọi người thấy sao về cô bé này? Nhớ để lại chia sẻ cho Bình Tớp biết với nhé. Nổi tiếng vì không làm gì cả. Nhiều khi lười biếng, cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, không biết đi làm vì điều gì ta? Mỗi ngày đều phải đi làm, chán chường thật sự. Cơ mà vẫn phải tỉnh táo nha anh em. Vì đen vâu đã bảo rồi, chúng ta đi làm là vì tờ bạc nhiều màu trong ví mà. Chứ tầm này mà nằm ở nhà là đến đất cũng không có mặt cạp đâu nha. Nói đến đây thì Bình Tớp lại nhớ đến một anh chàng có tên là Soji Morimoto, sống ở Fuchu, Tokyo, Nhật Bản. Anh chàng này từng học rất xuất sắc và đã tốt nghiệp thạc sĩ vật lý tại Đại học Osaka danh giá. Vì tính cách của anh khó hòa nhập với những người xung quanh, vậy nên sau khi tốt nghiệp, anh đã chọn làm biên tập sách trong một nhà xuất bản. Ở đây, Morimoto thường bị sếp nhắc nhở vì phải nâng cao tinh thần làm việc nhóm, xã giao với đồng nghiệp. Hay, đúng kiểu hướng nội mà bắt đi giao tiếp, khó ghê vậy đó. Nghĩ mà cũng tội, vì quá bế tắc trước công việc mà Morimoto đã nghỉ việc và quyết định trở thành một người không làm gì cả. Điều này không có nghĩa là anh rảnh rỗi hay là thất nghiệp, mà đây là khởi đầu của một dịch vụ vô cùng đặc biệt. Đó chính là đi cùng người khác toàn thời gian. Ủa? Nghe là thấy cấn cấn liền ta. Thật ra thì công việc của anh cũng khá là vất vả. Morimoto sẽ ra ngoài vào khoảng 8 giờ 30 phút mỗi sáng và chỉ có thể về nhà lúc 22 giờ. Những người khách hàng có nhu cầu chọn Morimoto thì chỉ cần cung cấp bữa ăn và tiền vé xe là anh sẽ có mặt và không làm gì cả, mà chỉ đồng hành cùng vị khách đó. Anh sẽ cùng khách hàng đi bộ, dắt chó đi dạo, thư giãn, buôn chuyện hay là ăn trưa. Nguyên tắc cơ bản là sẽ lặng lẽ đồng hành cùng khách hàng, lắng nghe và mang lại cảm giác thoải mái cho họ.
bản thân anh cũng dần cảm thấy hạnh phúc và hướng đi mới trong cuộc sống bằng công việc này. Về sau, khách hàng của Morimoto đã ngày càng đông và đã kiếm được rất nhiều tiền từ công việc kỳ lạ của mình. Ủa, alo, là làm việc chưa? Là không làm gì hết mà vừa được ăn ngon, vừa có tiền vé xe đi lại, vừa có tiền tiêu xài hả? Anh ơi, em cũng muốn làm công việc này, cho em theo với. Li. Nổi tiếng vì đóng giả xác chết. Nếu bạn đang buồn đang chán vì cảm thấy bản thân không có gì nổi bật, không có năng khiếu thiên bẩm, thì thôi đừng có buồn nữa. Vì có người thậm chí còn bình thường hơn các bạn, nhưng lại bất ngờ nổi tiếng khắp thế giới luôn đây. Người mà Bintop nhắc đến chính là China Lee, 42 tuổi, đến từ Kentucky. Người này đã bắt đầu nổi tiếng sau những đoạn video ông đóng giả xác chết tràn lan trên mạng xã hội. Suốt gần một năm qua, China Lee đã đóng giả xác chết trong những video vui nhộn chia sẻ trên trang TikTok cá nhân. Vì khả năng đóng xác chết giống như thật, China Lee nhanh chóng được cư dân mạng biết đến với nhiều video hàng triệu lượt xem. Trong một cuộc phỏng vấn, China Lee đã giải thích rằng ông không tin nổi khả năng đóng xác chết của mình lại được nhiều người quan tâm đến như vậy. Kiểu ưu tính làm chơi chơi mà được nổi tiếng, có việc làm, thời tới đỡ không kịp liền. Trong các video tự sản xuất, China Lee đã tự hóa thân thành xác chết ở các tư thế khác nhau, lúc thì nằm sấp, lúc thì nằm ngửa. Có khi thì lại nằm trong khung cảnh trắng xóa, bụi bẩn, cỏ cây xanh mát, trong rừng, công viên hoặc là dựa vào tường. Và để có được một màn ra mắt đầu tiên trên truyền hình, China Lee đã dành 2 giờ đồng hồ để làm tóc, trang điểm, thêm 3 giờ chọn trang phục và hóa trang, diễn xuất cho đến khi cảnh quay hoàn hảo. Một trong những video được nhiều người xem nhất là khi China Lee hóa thân thành xác chết dựa vào bức tường dọc trên đại lộ danh vọng ở Hollywood. Hiện tại công việc chính của ông là một người quản lý nhà hàng. Ông dự định vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất và sẽ hoàn thiện hơn trong những màn hóa thân xuất sắc của mình. Rồi đó, sau khi mà được Bintop kể cho nghe câu chuyện truyền cảm hứng thì chắc là anh em biết mình cần phải làm gì rồi hiên. Nổi tiếng vì đi ăn xin. Hay là vào một ngày đẹp trời nào đó, anh em cùng với Bintop mình ra đường làm khùng làm điên để được nổi tiếng trên mạng xã hội đi. Chứ tôi thấy làm người nổi tiếng thích quá à. Vừa có tiền lại vừa không phải làm công việc nặng nhọc. Ây da, như vậy là do các bạn chưa biết đến câu chuyện về cô bé ăn xin Rita Gaviola rồi. Mỗi ngày cô bé này đều phải đi ăn xin trên đường phố ở thị trấn Lukban để phụ giúp gia đình. Bố cô là người thu gom rác, còn mẹ cô phải ở nhà chăm sóc 6 người con. Anh em của Gaviola thì không có được đi học và gia đình cô hầu như chẳng có bữa cơm nào có thức ăn. Chính vì vậy mà cô bé thường phải ra đường để xin đồ ăn thừa. Và vào một ngày đẹp trời, cô đã được nhiếp ảnh gia nổi tiếng Topher Winter Burgos chụp ảnh. Burgos bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của Gaviola và quyết định đăng những bức ảnh lên mạng xã hội. Và chính bởi bức ảnh này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bé. Tính ra là có nhan sắc cũng thích thật. Chứ như mình, ra đường có ma nào tới xin chụp ảnh đâu, nghĩ mà buồn. Giỡn thôi nha. Chứ mình thấy đây thật sự là một điều may mắn đối với Gaviola và gia đình đó. Ngay sau khi bức ảnh về cô bé ăn xin được đăng tải lên thì đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận về vô vàn những lời khen. Người ta đã đặc biệt danh cho Gaviola là cô gái bát dâu. Ngay sau đó, Gaviola đã được donate rất nhiều tiền, được mời trả lời nhiều cuộc phỏng vấn, làm mẫu cho những thương hiệu khác nhau, tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình và trở thành một trong những diễn viên trẻ tuổi. Cô gái Bát Giao còn có những người hâm mộ từ nước ngoài và đã nhận được sự giúp đỡ về tài chính. Hay đúng là một câu chuyện cảm lạnh mà. À không, đúng là một câu chuyện cảm động mà. Bởi mới nói, chỉ cần cái miệng không nghiệp, cái tâm tốt và cái mặt xinh đẹp thì bạn sẽ sớm nổi tiếng thôi. Vậy nên, anh em nhà Bintop phải có lòng tin vào cuộc sống nha. Này này, sau khi cùng điểm qua những cách trở nên nổi tiếng độc nhất vô nhị thì các bạn ấn tượng nhất với cách nào? Nhớ để lại chia sẻ cho Bintop biết với nhé. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.